Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một bộ sản phẩm của Yatotune Việt Nam. Đó là khay cờ lê vòng miệng 6-21 ly, có mã là IT5531. Như các bạn thấy thì khay cờ lê này có thiết kế bên ngoài cũng rất là đơn giản. Nó chỉ là một cái khay nhựa, bên trong đặt những chiếc cờ lê và được đậy lên là một cái nắp nhựa trong như thế này. Đây là toàn bộ sản phẩm của chúng ta. Phía bên phải này là ngăn đựng những chiếc cờ lê có kích thước nhỏ hơn, và bên trái là những chiếc có kích cỡ lớn. Cả bộ cờ lê này thì có chiếc nhỏ nhất là cờ lê 6. Đây. Đây là chiếc cờ lê nhỏ nhất. Sản phẩm này có mã là IT0335. Và chiếc nhỏ nhất chúng ta. Thì trên cùng này là chiếc cờ lê 13. Có mã là IT0342. Tất cả những chiếc cờ lê trong bộ này đều có mã riêng, tức là Yato sẽ bán lẻ từ chiếc một. Những bạn nào có thể thu mua cả bộ thì chúng ta sẽ mua lẻ từng chiếc như này, và bên Yato chúng tôi sẽ để cung cấp cả. Đây là chiếc cờ lê có kích thước lớn nhất trong bộ, cờ lê 21, có mã là 0350. Thiết kế bằng kim loại rất là sáng và bóng. Tất cả những sản phẩm của Yato được gia công rất là chắc chắn, độ bền rất là cao. Chúng ta cùng điểm qua tổng thể sản phẩm trong bộ cờ lê này. Một sản phẩm không thể thiếu đối với các bác thợ sửa chữa. Nhìn rất đẹp. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Các bạn nào quan tâm đến sản phẩm cũng như giá thành của sản phẩm có thể comment để lại số điện thoại bên dưới, và chúng tôi sẽ có nhân viên hỗ trợ gọi lại cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn.